Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Bình Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cũng giống như là những lần trước đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Yên Bình mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và hôm nay Yên Bình cũng nhắc nhở với những anh chị tham gia chương trình rằng khi Yên Bình cho các anh chị số điện thoại để liên lạc những đối tượng mà mình muốn làm quen trong chương trình thì không nhất thiết là đối tượng mình muốn làm quen họ chấp nhận mình. Tại vì trước đây Uyên Quỳnh á, khi các anh chị tham gia chương trình làm video thì Uyên Quỳnh phải gửi video cho đối phương và đối phương đồng ý thì Uyên Quỳnh mới có thể cho các anh chị số điện thoại. Tuy nhiên như thế thì Uyên Quỳnh thấy tỷ lệ những người đối tượng mà được chọn họ cho số điện thoại cho những người muốn làm quen rất là thấp. Và như thế thì bỏ qua rất là nhiều cơ hội để những anh chị muốn làm quen, cơ hội nói chuyện trực tiếp xem mình có hợp với đối phương hay không. Vì thế sau này Uyên Quỳnh cho số điện thoại trực tiếp cho hai người nói chuyện với nhau. Mong rằng những người sẽ cùng nhau tìm hiểu và sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng mà Uyên Quỳnh xin lưu ý quý vị anh chị tham gia chương trình một điều rằng không phải khi Uyên Quỳnh cho những anh chị số điện thoại của đối phương thì nhất thiết đối phương phải chấp nhận mình. Có những người họ không cảm thấy phù hợp thì họ không trả lời, hoặc là họ không bắt máy, không nghe điện thoại, đó là chuyện bình thường. Còn thí dụ như mình đủ duyên thì họ bắt máy, họ nghe điện thoại, họ thấy phù hợp với họ thì sẽ có cơ hội nhiều hơn để làm quen với nhau. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở những anh chị tham gia chương trình rằng cần làm một video phỏng vấn nói về lý lịch bản thân mình. Tuy nhiên nội dung là do các anh chị tự suy nghĩ và Uyên Quỳnh hỏi những câu hỏi thông thường các anh chị tự trả lời theo suy nghĩ và theo hoàn cảnh của mình. Các nội dung Uyên Quỳnh không bắt buộc các anh chị phải nói nội dung gì. Và Uyên Quỳnh xin nhắc nhở các anh chị lưu ý một điều rất là lưu ý là khi tham gia chương trình phải cần suy nghĩ cho thật kỹ là mình cần làm một video phỏng vấn up lên YouTube và phải suy nghĩ thật kỹ câu đó. Vì khi đã làm video rồi thì sẽ không có thay đổi. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ, chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em cũng rất vui khi gặp chị, đã đọc ở trên YouTube rồi nhiều nhưng lần đầu tiên được nói chuyện đó. Chào khán giả của chị luôn. Coi lâu chưa? Coi lâu lắm rồi nhưng mà không có biết được. Vậy đó hả? Giống như bữa nay đó, mò hoài đó. Nó cũng giống như hôm nay vậy đó. Rồi em có thể giới thiệu cho mình đó. Chắc con cũng phải 2 năm, 3 năm rồi đó nhưng mà không có biết đường vô. Rồi giới thiệu cho mình đi. Tính tiền rồi. Quán này là không có Hàn Quốc. Ồ vậy đó hả? Quán này là quán Hàn Quốc. Barbecue hả? Không, mà cái này là dạng như là bia lúp của người Hàn Quốc. Rồi em giới thiệu cho mình nha. Món gì cũng có, của Hàn, nói chung là của Hàn, bia Hàn, rượu Hàn. Chị giờ này ở bên đó là bao mấy giờ chị? Cũng 11 giờ rồi đó. Dạ, em tên Úc thì em vừa ra quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em là quản lý của nhà hàng này hả? Dạ, dạ, em quản lý nhà hàng này cũng được 4 năm mà. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em ly dị 10 năm. Em có được không? Em có 3 bé nhưng mà 2 bé thì sống với ba. Còn 1 bé thì sống với em. Nhưng công việc em cũng bận nên là hàng ngày bà ngoại chăm. Em có lai Hàn Quốc không? Trong nhìn em cũng giống giống người Hàn Quốc vậy. Chắc tại mắt em nhỏ.
Rồi hồi trước khi đến với công việc này thì em làm công việc gì? Trước đây công việc trước khi đến với công việc này thì em làm chung với lại gia đình thì công ty chị công ty in trên áo. Công việc này cũng vô tình thôi, trong lúc đang buồn thì là gặp người bạn thì giới thiệu nhà hàng này nó mở thì là gặp người ta đang cần mình, thế là cũng vô làm. Nhưng mà đến bây giờ đã được 4 năm. Dạ em có biết tiếng Hàn không? Dạ tiếng Hàn, tiếng Hoa nhưng đặc biệt tiếng Anh là không biết. Tại vì có đi học tiếng Hàn với tiếng Hoa hay là sao? Dạ tiếng tiếng Hoa thì cách đây 20 năm thì em có đi hợp tác lao động ở bên Đài Loan, đã được mấy năm thì em về nên là em biết tiếng Hoa, còn tiếng Hàn thì làm 4 năm cho họ thì mình có đi học, họ cho mình đi học để mình giao tiếp. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là không biết giận người khác, còn nhược điểm là hay dễ khóc. Vậy đó hả? Dạ em rất là dễ nhờ cái chuyện đó nên là nhiều khi cũng không có thích nghe chuyện buồn. Nghe chuyện buồn là dễ, cũng dễ nước mắt, nên là ít khi nào thích nghe chuyện buồn, chỉ thích nghe chuyện vui thôi. Còn ưu điểm là không thích giận ai quá 24 giờ chị ạ. Biết tại sao nữa? Vậy đó hả? Nhưng mà lý do gì sao em với ông xã chia tay nếu mà em không có giận như thế? Em cũng chịu đựng đó chứ, nhưng mà ông xã em lại lấy nhân viên của ông. Ông xã của em làm công việc gì? Dạ ông làm giám đốc chị, giám đốc một cái công ty của Úc. Rồi ổng lại gặp một nhân viên ở dưới kho, không biết làm sao một người ở trên văn phòng, một người thuốc ở dưới kho mà lại gặp nhau hay thì em cũng cho họ cơ hội 3 năm nhưng mà không có thấy tiến triển gì thôi. Em cũng làm đủ cách hết nhưng mà không thấy họ có hỏi âm gì, em đi hôn. Cũng 3 năm đợi chờ đó chị. Tới nay sau khi chia tay em vẫn chưa tìm được, chưa gặp được một người nào vừa ý em hết hả? Dạ. Có phải sao của hôn nhân đổ vỡ? Em nói. Dạ. Có phải vì sao của hôn nhân đổ vỡ đó thì em cảm thấy tổn thương nhiều cho nên đóng cửa trái tim không? Chắc chị á. Nên là em chưa thấy ai vừa mắt mình hết trơn, mà không biết họ có thật không nên là không dám. Rồi anh em cũng suy nghĩ nhiều nên là cứ suy nghĩ ví dụ như có ai đó ngỏ ý gì thì mình lại suy nghĩ không biết họ có thật không, thế là mà chắc giống ông xã mình nên là sợ. Rồi bây giờ nếu em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Muốn người ta chỉ có một câu thôi là thật lòng. Thật lòng với mình thôi. Em coi lâu thì em có cảm thấy mến anh nào trên kênh của chị không? Dạ có một anh nhưng mà chắc lâu lắm rồi, cái anh đó ảnh vợ anh mất á chị. Vợ anh mất mà anh chưa có con luôn á. Có gì chị không biết luôn á, rồi số video số mấy? Em quên rồi, nãy em lục lại mà em quên rồi. Em nhưng... hồi nãy lục rồi nhưng mà bây giờ em lưu trong máy rồi.
Thí dụ một anh mà em muốn tìm hiểu anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ. Một anh mà muốn làm quen với em á mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Cái đó thì không sao chị, em chỉ sợ họ bạo lực thôi, em chỉ sợ họ làm em nặng đầu thôi, còn mấy cái đó thì em nghĩ đó là một cái không đáng mấy, nhưng chỉ sợ ai làm cho em đau đầu thôi. Cái đó là đối với em rất là quan trọng, đừng bao giờ họ làm cho em đau đầu, tại vì em cũng bị xét nhiều lắm. Chị nói sao? Là ông xã em vẫn ở ngay thành phố luôn đó hả? Anh có con luôn rồi chị, 5 tuổi thôi. Này nè, con của em có ủng hộ em không? Dạ có. Em Con bé gái 9 tuổi ủng hộ em. Lớn của em là 18 tuổi rồi. Lớn của em là đăng ký dùng cho em đó. dễ thương vậy đó hả? Dạ Em dễ như thương lắm, cháu dễ thương, trai mà dễ thương mà hiền lắm, lúc nào cũng làm cho em mát ruột hết trơn á. ủa sao Tại tên vì là 10 năm rồi, 10 năm rồi thấy em lúc nào cũng đi mình á, cái gì cũng mình á, nên là rất là ba đứa rất là thương em, thương em với thương bà ngoại. chị cứ cứ nghĩ ủa sao tên con trai mà lại thành con gái, hay là con em đăng ký hả? Chị cứ nghĩ là nam không. Em rồi em làm công việc này á thì từ mấy giờ tới mấy giờ? Công việc của em từ 4 giờ chiều, 4 giờ chiều cho đến khuya là 10 12 giờ là em đóng cửa. Nhân viên nó về thì em đóng cửa. Rồi buổi sáng á thì buổi sáng thì em sẽ làm công việc gì không, hay là em chỉ có làm công việc này thôi? Thường nhà hàng Dạ, á. em có buôn thêm, em có buôn bán thêm đủ thứ chị, buôn như hàng tồn kho đồ á. Em bán ở đây chắc là không có ngày nào để nghỉ đâu hả? Rồi thí dụ có bạn trai em có thời gian để nghỉ ngơi, để đi chơi không? Dạ có. Em cũng sắp xếp xong, ví dụ như vô giờ thì mình sắp xếp xong thì cũng được. Em có cô nhân viên cũng theo em mấy năm rồi nên là cổ rất là hiểu ý mình, như là tính tiền rồi các thứ, là khách nào thích cái gì thì cổ lo được. Em là quản lý hay là em chủ? Dạ. Em làm chủ của nhà hàng này hay là em là quản lý thôi? Em làm mà quản lý thôi, nhưng mà giám đốc thường xuyên là ở bên hàng. Dạ. Em chỉ báo cáo qua sổ sách thôi, chứ thường xuyên là họ ở bên nhà hàng đó chị. Thường quán Hàn Quốc này nhà sẽ là những món ăn gì em? Thường chị thấy ở bên đây nhà hàng Hàn Quốc là có barbecue, bên em kim chi đồ. Có kim chi thì nhiều lắm, em cũng biết làm kim chi, làm nhiều thứ món Hàn, chắc em cũng hợp với cái nghề nhà hàng này sao, chứ em ngồi may hay là làm cái gì đó trong ấy là em ngồi không được, em hợp với nhà hàng lắm, em lại hợp nấu ăn, mà em nấu ăn thì rất là ngon. Cái gì con ở đây nè, em nấu ăn ngon lắm, nấu Hàn, nấu Việt, em nấu Trung Quốc gì em nấu ăn ngon lắm. Rồi nếu mà em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó trầm tính, ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói mình không không nói nhiều chị, em không nói nhiều, ít thôi. Chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ 61, Mấy 1m64. Em nặng hiện tại là có lúc thì 51, có lúc thì 50. Em muốn người bạn của em có chiều cao khoảng bao nhiêu? Khoảng 65. Em có muốn người bạn của em có tính lãng mạn không? Dạ cũng được. Em cũng thích lãng mạn, em cũng hay coi phim Hàn lãng mạn. Em hay coi phim Hàn hơn là phim Việt, tại vì em thấy cái phim Việt đó, nó cãi nhau nhiều quá nhức đầu.
Còn em có dự định gì cho tương lai không? Hay em nghĩ công việc này đã ổn định cho em rồi? Tương lai của em là em định đi Hàn làm, em định đi Hàn hoặc là đi Đài làm, nhưng mà mọi người cứ khuyên là em thôi công việc ở đây cũng làm được, nhưng mà sao em cứ thích đi nước ngoài làm chị. À, cũng làm nhà Em hàng đó hả? dạ, nhưng mà giám đốc em không, ông với bà đó không có chịu về đây, phải sợ họ về đây là em cứ đòi đi á. Em làm cho họ cũng lâu rồi, họ cứ nói là mày cứ đòi đi hoài. Em cứ nói là thôi ông cứ về bển coi có người nào mà lớn tuổi giới thiệu cho tôi đi, tôi đi qua bển kiếm người khác thế chỗ cho ông, mà ông chịu làm mai cho em. Ông không chịu làm mai, bạn bè ông cho em gì trơn á. Nên Là em dự định qua hàng học qua đài là làm công việc nhà hàng này hả? thì cũng nhà hàng đó chị, em có nhiều bạn ở bên đó đi làm nhà hàng lắm. Nhưng mà đi tự lập thì là mình lại tốn tiền, còn kết hôn thì mình không tốn tiền. Ví dụ bây giờ có thời gian rảnh rỗi rồi những lúc buồn phiền em thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Em thích buôn bán cái gì cũng bán được hết trơn á. Có mùa gì mùa trái cây thì em bán trái cây nè, em bán sỉ thôi, em không bán lẻ. Ví dụ như em điện thoại lên Đà Lạt hay gì đó thì họ gửi xuống đây cái em bỏ sỉ, quần áo em cũng bỏ sỉ. Em có mối sẵn gì đó hả? Hay là phải Dạ đi em tìm có món nữa? gửi tất có chị, tất em bán lần cả 100.000 hàng, 200.000 hàng, tất đẹp lắm, tất của hàng. Nói chung là em chỉ bán sỉ thôi, quần áo trẻ con rồi em bán sỉ. Em có duyên buôn bán dữ à? Dạ em thích buôn bán, bạn của em còn buôn bán thôi, em vậy là dở rồi đó. Rồi hiện tại em còn sống, em sau khi chia tay ông xã em là em sống với gia đình em hay là em sống riêng một mình? Em sống chung với lại mẹ với lại bé nhà em chị. Em sống chung một cái chung cư ngay chỗ nhà em đang đang bán nè. Vậy đó hả? Ví dụ như chỗ này là bốn cái lớp chung cư thì em bán chung cư 2, nhà ở chung cư 3, đi bộ là tới nè. Dạ Phải cũng ở gần nên là cũng tiện đi qua đi lại. nhưng mà nhà này rộng không? Chung cư chắc nó nhỏ nhỏ thôi hả? Nghe ở đây là tự nhiên được nhiều người hàng lắm, cả trăm người hàng ở đây, còn là Hàn Quốc thôi. Ở Việt Nam mà quán mở cửa 4 giờ mấy là cũng ít lắm phải không? Thường thường chỉ thấy 4 quán giờ ông 12 giờ, 7 như giờ ngày qua cách khuya 2 giờ đó chị. Thường thường chỉ thấy quán ở Việt Nam tôi chưa chưa là tao mở cửa rồi 9 10 giờ tao mở cửa rồi, này tới 4 giờ mới mở cửa sao mà đủ chi phí. Giờ đó mấy ngày trước em cũng bận lắm, mấy có hôm chị nhắn đó em cũng bận, là mấy ngày đó em bán hàng đó, em phải giao hàng đóng kịp cho nó đi container đó, là em thấy chị rồi, nhưng mà không, họ hối quá với lại sợ lộn mã nên em kêu không có nhắm nhắn lại. Có hôm chị hỏi em có đó không đó, Mỗi lần đi bao ngày nay container mới làm xong. như thế thì em có ai phụ em không hay em chỉ làm một mình thôi? Có, em có thuê người, có thuê người phụ, ví dụ như hai nam hoặc là hai nữ gì đó hỗ trợ qua hỗ trợ lại đóng hàng, Em rồi đi mình đâu? kêu xe tải ra mình chở ra ngoài trành mình gửi. Em làm y như con trai vậy đó. Em giỏi quá chừng à. Em cực lắm, khóc về lắm. À, người bạn đó phải lanh lẹ hoạt bát mới mới hợp với em phải không? Em có nghĩ là người bạn của em á, lớn hơn em khoảng bao nhiêu tuổi thì ok với em không? Dạ vẫn 48 50 gì đó chị, 50 năm mấy cũng được, em không quan trọng tuổi tác chị ơi, miễn sao là lớn hơn em là được. Ok
em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho mình người yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Chào chị, chào khán giả. Chúc chị may mắn. Thank you. Em gửi số điện thoại của em qua cho chị. Chị có rồi. Vậy ha. Bye em ha.